công đoàn của trường Khoa Giáo Nhân Văn luôn luôn là một đơn vị hoạt động bài bản, chắc chắn, có chiều sâu. Luôn luôn chúng tôi nhận định là như vậy. Những hoạt động của các đồng chí không phải lúc nào cũng là hô hào, không phải lúc nào cũng là bề nổi và chỉ tuyên truyền, động viên như vậy, mà thật sự nó cũng đã đi vào đời sống của cán bộ công đoàn viên, nó đã đi vào phần nào đáp ứng được cái nguyện vọng và nhu cầu tâm tư của các đồng chí công đoàn viên. Khi mà chúng tôi lắng nghe về cái việc mà các đồng chí sẽ đưa ra những giải pháp và những đổi mới trong hoạt động công đoàn, trong công tác thi đua, trong công tác nữ công, thì chúng tôi cảm thấy rất là mừng, bởi vì phần lớn những cái đổi mới đó nó đều đang đi rất đúng hướng, đúng với cái sự phát triển trong thời gian tới mà công đoàn cấp trên của Đại học Hà Nội cũng như công đoàn ngành cũng đang phấn đấu để có thể đạt được tới như vậy.